xin chào mọi người nhé. Để tiếp tục với chương trình Thanh Lý Diệp Ly của bên em thì hôm nay em lại tiếp tục gửi đến mọi người một con Omni của hàng Thanh Lý nha mọi người nhá. Thì con này, con Omni này của nó là con Omni Paramax nha mọi người nhá, SA373 này. Thì con Omni cái dòng Paramax với model này thì cũng có khá là nhiều anh em đã giới thiệu trên kênh rồi nhá. Thì cái thương hiệu này thì mọi người muốn biết thêm thì có thể lên Google tra là sẽ ra ngay nhá. Về cái thương hiệu này của nó ấy, thời buổi này để tìm hiểu một cái vấn đề gì hay tìm hiểu một cái gì đó thì theo quan điểm em nó rất dễ nha mọi người nhá. Mọi người có thể tìm hiểu thêm nhá. Để em không nói đến là hàng xịn sò hay là hàng gì, mà nói đây là con này là hàng công ty chính hãng nhé mọi người nhá. Có một cái tem của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an này, tem chống hàng giả này. Cấu tạo mặt trước thì nó cũng như những cái dòng Omni bình thường thôi nhá. Con này nó chỉ có đèn bóng bó nguồn này, nó sẽ không có đèn Protect như dòng khác này. Khi bật lên này bóng đỏ này, khi nào Omni hoạt động chuyển bóng xanh đó, nó sẽ khác dòng kia. Cấu tạo thì nó cũng thế thôi nhá. Có mic này, phần vang nhại, phần music, phần master, không khác gì những dòng Omni khác nhé mọi người nhé. Nó chỉ khác về thương hiệu và cái phần nội thất nó sẽ khác nhau một chút thôi nhá. Em sẽ test cái mic trước nha mọi người, người cảm nhận. Thì mọi người có thể thấy là mic của nó hoạt động rất là bình thường nhá, cả hai mic đều hoạt động bình thường nhá. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái phần nội thất của nó nhá. Đây ạ. Đó thì cấu tạo của nó là gồm một cái biến thế xuyến. Nội thất của nó gồm cái biến thế xuyến của nó nhìn khá là hầm hố luôn này. Nó được bao bọc một cái miếng sắt này. Cái miếng sắt này nó thì chống yếu thôi mọi người nhá. Cấu tạo thì nó chỉ một cái vỉ dưới và hai vỉ có suốt hai bên này, như hàng âm đi thông dụng thôi nhá. Ở đằng sau thì cũng có chữ Paramax này, đủ các ngõ kết nối luôn. Cầu đấu loa đây mọi người, không khác gì cái dòng âm đi bình thường nhá. Con này nguồn của nó là nguồn đồng 100% đấy mọi người. Đây, có hai quả tụ lọc này 6800mi 63V, chạy 8 sò cho 2 kênh nhé mọi người nhá. Có một kênh là 4 sò này. Đây bên này 4 này. Bên này 4 này. Được bắt trên một miếng nhôm thì khá là chất rồi. Nhôm nó rất dày nên tản nhiệt sẽ tốt nhé. Đây. Phần mic của nó thì 1 2 3 4 IC này. Vang nhại là con PT2399. Chất âm của nó sẽ khác cái dòng âm đi thường nhá. Đấy, tổng quan đây. Nhìn khá là đẹp luôn nhá. Nói qua là cái con Omni này là bên em nhập về nó có lỗi một chút, có sửa chữa qua nha mọi người nhá. Nay em sẽ đăng lên để thanh lý cho mọi người, nếu mà ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên em. Con mạch nhìn khá là mới, sạch sẽ luôn. Paramax
đều có chữ Paramax nha. Thank you.